Úi xời ơi, nhảy. Ôi, nhảy. Sắp tới là chắc là ở nông trại mọi người cũng không có việc nhiều nữa. Không có việc nhiều nữa cho nên là sắp tới là mình chỉ giữ lại tầm 5 anh thôi. Ý, anh này nhảy. Ui. Nhảy điều nghệ với này. 9 ngày không đi làm. 9 ngày không đi làm. Thôi, giả chỉ đầy đủ đi. Dạ. Novo, Novo Trabali. Là phần tâm. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Nam Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đây, hôm nay là cũng đến đầu tháng rồi, đến ngày trả lương cho mọi người. Đây, mình đã mua gạo vô. Cái này là tháng lương này là có anh Nguyễn Tấn Phát ở Long An hỗ trợ 15 triệu đấy, để mua gạo với là phát lương cho anh em ở nông trại. Đấy. Giờ là phát gạo trước xong ít rồi mình sẽ bô mình phát tiền lương cho anh em sau. Tiền là lista gà nhá. Lista gà gà là. Tiền là lista. Lista lista. Lấy danh sách gọi từng người một. Phát ở đây đây luôn à? Dạ. Bốc vào trong kia chứ? Không, phát cho mọi người một bao ở đây. Phát gạo trước rồi vào phát tiền lương sau. Chào. Ở đây cho rộng rãi vô trong ấy. Phải là, hello, phải là nồm mình. Niki à? Meru nome. Bai so, bai so ba. Đấy, số ba là đầu tiên. Muy obrigado, muy obrigado. Come bene, số ba. Guarda, guarda. Buenísimo, bom nitinho. Tá bom. Vai Ventura. Muy obrigado. É Valeriano. Welcome. Muy obrigado. Muito bom. Mano Panda. Úi xời, nhảy. Thôi, nhảy. Nhảy tí rồi, hết cơm rồi. Manu Lorenzo. Manu Petu. Manu Petu. Cảm ơn chú Nam. Lập đời. Em này, em đào. Martini. Francisca, Francisca. Yeah. Manchu, Chico, Chico, Chico. Hai tên của anh này với tên chị này giống nhau ấy. Người thì Chico, người thì Chica. Cung hò, có nghĩa là cung hò ấy. Còn cái này là của con nữa mà. Phải đi với Victory không lấy à? Nomi, depois. Nomi phải đi Alfredo. Alfredo à? Đây. Nhân gà đấy, nhân gà. Gabon, Vietnam. Victory. Đây, Victory. Cảm ơn chú Nam. Đấy, phát xong rồi. Giờ vô phát tiền lương nữa. Vẫn đang dư bao. Dư bao đấy để... giờ nấu ăn cho anh em. Phát hôm nào nấu ăn cho anh em. Em giờ vô rồi giờ vào phát lương. Phát lương. No. Hey. Ese arroz ese amigo vietnamita ở PRC tudo về số thời gian đẻ nhá. Cảm ơn. Cảm ơn anh Phát. Cảm ơn anh Phát. Vết nữa. Không, phải là cảm ơn anh Phát. Cảm ơn anh Phát. Cảm ơn anh Phát. Igual, igual. Giờ là... em vào nhận lương. Nhận lương. Nhận lương này tối về bắt đầu đi gửi ngân hàng. Tối đây lại có đồ ăn ngon. Victory Lista lắm. Với lại là sắp tới là chắc là ở nông trại mọi người. Nên cũng không có việc nhiều nữa. Không có việc nhiều nữa cho nên là sắp tới là mình chỉ giữ lại tầm 5 anh thôi. Giảm còn nhân khẩu và giảm bớt nhân lực bởi vì là ở đây thì không phí các bạn ạ. Bởi vì giờ cây cối thì cũng chưa trồng cái gì. Nên là chỉ chăm sóc khoai với đậu. Thì nếu mà ấy thì để cho bà con đi làm những việc khác. Còn để lại trang trại tầm 5 người à? 5 anh, tầm 5 người. 5 người để duy trì công việc ở đây thôi. Bởi vì giờ cũng gần vào mùa nắng rồi. Nên là việc ở đây thì nó không thể ít. Về trang trại của Nam đây thì nguồn nước nó không có.
Để mà trồng trọt thì rất là khó, mùa nắng thì chắc chắn là không trồng trọt được. Đấy. Bây giờ là thôi phạt lương đã rồi, tí nữa mình sẽ nói xong. Dạ, thông báo cho mọi người biết đấy. Luis nữa. Luis. Soba. À, Soba. Soba đi làm hết rồi, đầy đủ à? Đầy đủ. Soba. Muito obrigado, chef. Fico bem, né? Oscar. Oscar. Chiều 2 ngày. Không có tiền lễ á. Thôi, tháng này coi như là mình du di cho mấy anh luôn. Đấy, coi như là tháng này là coi như là mình phát đều. Sắp tới là phát đều hết, ai hay đi làm, ai làm nhiều làm ít cũng phát đều nha mọi người. Bởi vì thiếu 1-2 ngày thôi. Thiếu 1-2 ngày hết chứ. Ngày ốm ấy. Hầu như là mọi người đều đi làm đầy đủ. Ừ. Đấy, tháng sau thì cắt bớt nhân lực rồi, nên là tháng này coi như là tiền này mình hỗ trợ luôn. Đấy. Dạ. Ventura. Ventura. Này là anh này là đi làm thay bố à? Anh thay bố. Đầy đủ hết. Valenciano. Muito pronto. Anh này thiếu 1 ngày. Panda. Anh này nhạy. Ui. Nhạy điệu nghệ với này. Có nghề đấy. Zamba. Zamba thiếu 1 ngày. Dạ, vâng. Vô xem ông Dia nào từ đây bao nhiêu đấy. Lorenzo. 300. Presente o 300. Tá bom. Augusta. Presente. É, mẹ Beto. Cảm ơn chú Nami. Đây là mẹ Beto à? Mẹ Beto. Đang có bầu. Rufina. Đây. Rufina phản đang muốn tù. Chị này là chị bị khuyết tật đây, bị câm điếc. Cho nên là mình hỗ trợ, không có trừ tiền của chị đâu. Y tiene dos meses. Primeiro mês não lhe pagaram, segundo mês. 9 ngày không đi làm. 9 ngày không đi làm. Thôi, cứ giả chị đầy đủ đi. Dạ. Novo. Agora falta um mês. Ela falta muito. Não vai. Sim, tem um mês que você não me pagou. Quando você pagou a primeira vez, não pagava ainda. Não vinha, vou pedir. Mas tide, né? Mal tide. Cabo de tsunami. Francisca. Chị đang thiếu 1 ngày. Francisco. Pronto. Amém. Tá bom. Tudo bem? Tudo já tem? Ah, còn xuôi ra nè. Tá bom. Ah, xong. Hết rồi. Tudo bem? Tá bom. Já tem tudo, né? Ok. Giờ phải đi có lấy lương không? Cho phải đi Alfredo. Nhưng mà lấy lương không? Lấy tiền không? Lấy tiền không? Lấy tiền không lấy. Cho lấy tiền. Thôi phải đi với Victory để ít để đưa sau. Đấy, tại vì hai anh là làm riêng cho mình. Nên là tiền lương nó sẽ khác với mọi người đây. Đưa sau chứ không mọi người lại kêu là mọi người lại phân bì nhau mọi người. Phân bì nhau. Bởi vì như phải đi về thì người ta không hiểu được như người Việt Nam mình đâu. Ví dụ như công việc của anh Fendi, Victory quản lý với lại là cameraman thì nó sẽ khác. Nhưng mà người ta là cứ nghĩ là như nhau hết. Đấy, giờ mình giả cho anh Fendi với anh Victory mà lương cao ấy, thì chắc chắn ở đây là người ta sẽ so bì ngay. Đấy, bởi vì cái nhận biết của người ta đang còn kém ấy. Chứ không phải như mình đâu. Đấy, không phải ai làm việc nó chuyên nghiệp hơn ấy, thì tiền lương cao hơn. Thì bên này không như thế đâu. Bên này, cứ ai làm là như nhau hết. Ở dưới bản là như nhau hết. Còn ở thủ đô thì nó sẽ khác. Ở thủ đô thì người ta sẽ biết là ở đây là quản lý của mình là tiền lương sẽ khác. Hoặc là đấy là người thợ chính hay thế nào đấy là tiền lương sẽ khác. Thì còn như bên này là người ta nói chung bằng nhau hết. Bằng nhau hết. Bây giờ sẽ thông báo cho mọi người biết luôn. Đấy, chỉ giữ lại tầm 5 người thôi. Anh bảo cho. Còn lại là sẽ cho mọi người nghỉ để về nhà có công việc gì ở nhà làm. Chứ giờ lên đây không có việc làm. Cũng ngồi không coi trang trại nó phí đi. Cho nên là cứ về nhà làm. Rồi khi nào thu hoạch hay là cái gì đấy là mình cũng chia đều hết. Đấy, lúc đấy sẽ gọi mọi người lên để nhận phần công của mình. Chứ không thiếu ai đâu. À,
tudo gente. Agora sim, a do fazenda, agora tem pouco trabalho. Entendeu, né? Não se aguentar ficar aqui cinco pessoas. Ficar aqui cinco pessoas. Để số ba lại với năm người chứ. Là sao thành sáu. Để số ba với lại năm người. Số ba mais cinco pessoas. Trabalhar sempre aqui. O parte da gente por vai em casa. Se até no outro tempo, quando chuva, nós vai chamar para trabalhar. Tá. Ou quando eu precisar na fazenda, eu vou falar sopa, chamar. Tá bom? Tá bom. Đấy, mình bảo là giờ công việc đến cái mùa nắng thì nó cũng không có lắm nữa, thì chỉ duy trì để chăm sóc những cái số cây anh em là số nông sản bên cái phần nông nghiệp mà anh em đã trồng trọt rồi ấy, thì số 3 là luôn luôn ở đây rồi, còn thêm 5 người nữa, thêm 5 người nữa các bạn nhá, 5 người nữa ở lại đây, rồi còn 9 người à? Còn 9 người đúng không? 13 người, còn 7 người là sẽ nghỉ. Còn 7 người thì sẽ tạm thời là về nhà làm việc khác, hoặc là đi làm việc khác, hoặc là mình có bảo rồi nếu mà khó khăn quá ấy, thì đi sang bên chỗ trang trại anh em mình ấy, bên Farm Quang Linh ấy, thì anh em mình sẽ hỗ trợ việc làm bên đấy. Thì bởi vì là giờ ở đây 13, 14 người, nếu mà ở đây một ngày thì cái lượng công việc cũng làm không ấy được. Không đủ để các anh làm. Nên là giờ mình cũng thông báo thế để cho mọi người biết. Thứ nhất là kiếm được việc làm thì tốt, mà không kiếm được việc làm ấy, thì sẽ anh em mình sẽ hỗ trợ sang bên farm của anh em mình. Đấy. Entende como eu falar, né? Se vai procurar trabalho, se não tem, falar com sopa. Depois sopa falar comigo. Eu vou te coisa deixar trabalhar na fazenda, na nossa fazenda aqui. Já? Sim. Já. Arai, Ventura. Trabalhar aqui? Não. Qual é? Camina trabalhar depois. Vitorinho vai lá. Anh cũng nói cho mọi người là mai mốt mà có thu hoạch cái gì đấy thì sẽ gọi mọi người lên để quando há tem tempo para atirar batata e feijão, não precisa gente. Sopa vai chamar, já? Sopa vai chamar para trabalhar. Tá bem? Já. Já. Então agora tudo levar arroz, dinheiro, vai em casa para cozinhar. Tá bem. Hoje vamos comer bem com família. Đấy, hôm nay là anh em mình cũng lên để phát lương cho mọi người với lại phát gạo. Đấy, cũng cảm ơn anh Nguyễn Tấn Phát ở Long An đã hỗ trợ 15 triệu để mình mua gạo với là trả lương cho mọi người ở đây. Với nông trại có thiếu thốn cái gì thì mua về để làm. Đấy, cảm ơn anh rất nhiều, thay mặt mọi người em cảm ơn anh. Đấy, bây giờ chắc anh em mình cũng xin kết thúc video tại đây rồi. Đấy, lên cũng thông báo cho mọi người biết rồi. Sắp tới là sẽ giảm nhân công đấy. Ai mà thiếu thì cứ kêu số 3 thôi. Số 3 nói với anh Quý qua bên Quang Linh Farm làm. Chứ bên này giờ ít việc quá, cho nên là lên giờ ngồi không thì không được. Đấy, cho nên là để mọi người về nhà, hoặc là nếu mà thiếu thốn thì cứ lên trên Quang Linh Farm làm. Đúng rồi. Về nhà làm, như giờ mùa nắng đến nơi rồi là hết việc làm, với lại anh em mình cũng trồng xong hết rồi. Giờ chỉ đi làm cỏ vặt vặt với lại ấy, chăm sóc những cái đầu với cái khoai đã trồng rồi thôi. Với nhất thứ hai nữa là như bên nông trại của Nam đấy là cũng đang kiểu khó khăn nhất trong các cái nông trại khác các bạn ạ. Bởi vì nếu mà duy trì giúp đỡ người dân thì tất nhiên anh em cũng muốn giúp. Nhưng mà giờ để mà một mình Nam mà để mà kham thì không kham nổi. Bởi vì cũng điều kiện kinh tế cũng chưa được ổn định như các anh em khác. Đấy. Giờ cứ ngồi đây mà không làm việc, với làm việc lơ chơ láng tráng mà đến tháng nhận lương thì cũng khổ lắm. Đấy, cho nên là anh em quyết định là giảm bớt nhân lực. Trường hợp nào mà nghỉ việc lâu hoặc ấy mà khó khăn quá thì sẽ thông báo với bác trưởng bản thông báo lại cho mình. Và anh em mình sẽ hỗ trợ việc làm, có thể đưa sang bên farm anh em mình làm hoặc đi làm việc khác. Anh em mình có thể hỗ trợ được trong vòng 7 đến 10 người đấy. Đấy.
thì hôm nay Nam thông báo với các bạn như thế để các bạn tiền theo dõi những video lần sau. Đấy. À, bây giờ thì anh em mình xin kết thúc video, lại chuẩn bị lại chạy tiếp. Anh em lại chạy đi chỗ khác. Bữa nay lại chạy liên tục. Vừa ở ngoài công trình nhà Tuấn này, đây kỳ hột bạc rùa dê này. Đấy, sáng thì anh em mình dậy là phải đi mua vật liệu, xong tập kết vật liệu này, xong chạy vào công trình Tuấn này. Công trình Tuấn xong là lại vào nông trại Nam này. Nông trại Nam giờ anh em mình lại sang farm. Đấy, sang bữa nay farm là nhiều việc mọi người, nên là chạy liên tục. Bây giờ ok, tôi đủ vai ca dài nhá. Tôi đủ với show vai ca dài nhá. Đây, ok, chào các bạn. Chào các bạn. Tên ở rồi, nói tì, con mẹ, mùi tù bong. Vai con mẹ con kể, Karani. Phải sao? Sao, pêche yo Karani. Pêche. Hỏi các bạn xem là về nấu cơm ăn với thịt hay ăn với cá. Nếu mà nhà nào có gà thịt một con hoặc là ấy, còn không thì cũng ăn với đậu thôi. Với đậu, mọi người bên này là chủ yếu ăn đậu với ăn cá. Gà hay là gì người ta cũng tiếc, người ta không, cũng ít ăn lắm, đi bán thôi. Nuôi được con gà thì đi bán, để đẻ trứng rồi bán trứng, đến lúc mà đẻ gần hết trứng thì lại bán gà. Kiểu như Việt Nam mình ngày xưa bán gà để mua cá các bạn ạ. Có đi đổi đấy. Để gà mà thịt đâu. Được chục trứng gà nhà đẻ thì đi bán xong mua trứng gà công nghiệp về ăn. Không thì đi đổi bột ngô. Đấy, cầm chục quả trứng gà là đi đổi được mấy ký bột ngô là ăn gia đình. Kiểu Angola ở đây là đang sau như kiểu Việt Nam mình tầm 40 năm về trước. Tầm đấy. Mình thì đẻ sau thôi, mình nghe cả ông bà kể lại thôi. Chứ mình chưa đủ 40 mấy tuổi. Toàn nghe kể thôi. Ok. Ok. Anh em mình đi farm.